tay phải cầm máy quay. Đấy, nó chưa được chuẩn xác nha cả. Đây là kinh giới oregano nhé, biết sao màn hình nó mờ không tham gia nha. Kinh giới oregano nha. Đây là muối tiêu chanh nha. Rất là ngon. Đó. Đã ra rồi này. Kinh giới oregano nè, muối tiêu chanh nè, chắc chắn là cũng rất là ngon. Đây là thịt là nhá, rất đặc biệt của cũng của ông trà gà luôn nhé, và ông trà gà tặng cho mấy con tôm cá, à không, tương ớt. Mấy tương ớt nha. Đây. Rất là yêu thích nha. Cảm ơn. Gói rất là chắc chắn. Rất là nhanh.